Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình có những nội dung sau. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2019, Ban chỉ đạo chương trình 02 của huyện tổ chức hội nghị giao ban quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2019, huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân theo đúng thời vụ, với tổng diện tích gieo trồng là 4.667 ha, đạt 103% kế hoạch. Xây dựng phát triển vùng trồng bưởi 50 ha tại xã Sài Sơn và Yên Sơn. Phê duyệt sửa đổi bổ sung 16 quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại 15 xã. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách, khống chế dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm AH5N6, v.v. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 20 trên 20 xã về đích nông thôn mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hiện các xã đã và đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, theo quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đề nghị thành phố và trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý quy hoạch được tập trung chỉ đạo quyết liệt nên đã đạt được những kết quả tốt. Kết quả đầu tư hạ tầng, quản lý đô thị được thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%. Đời sống nông dân từng bước được nâng lên, môi trường cảnh quan nông thôn được cải thiện, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Đã có nhiều tiến bộ trong thực hiện việc cưới, việc tang ở nông thôn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần quan tâm điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu của huyện, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo quyết định số 16 của thành phố theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp theo hướng thực hiện các mô hình kinh tế điểm cho giá trị thu nhập cao. Nâng cao hoạt động của mô hình hợp tác xã nông nghiệp, quan tâm công tác quản lý đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận đất ở cho nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, duy trì phong trào vệ sinh môi trường vào thứ Bảy hàng tuần, tập trung đầu tư nước sạch sông Đà để phấn đấu đến năm 2019, toàn huyện có 92% số hộ dân được sử dụng nước sạch sông Đà. Nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Chiều ngày 5 tháng 4, tại huyện Đan Phượng, đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện Quốc Oai do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện Đan Phượng, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, hai huyện đã cùng nhau chia sẻ những kết quả cũng như những kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Đan Phượng, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng cho biết, năm 2011, huyện Đan Phượng chọn xã Song Phượng xây dựng thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Từ đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Hết năm 2015, 15 trên 15 xã trên địa bàn huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Đan Phượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Và hết năm 2018, huyện Đan Phượng có 3 xã đủ điều kiện đề nghị thành phố công nhận xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai đánh giá cao những kết quả mà nhân dân và cán bộ huyện Đan Phượng đạt được trong những năm qua, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời khẳng định những cách làm hay và những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Đan Phượng sẽ góp phần giúp huyện Quốc Oai có thêm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quốc Oai trao đổi những kết quả huyện Quốc Oai đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2017, 20 trên 20 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Người dân cảm nhận rõ nét về kết quả xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, 82% người dân Quốc Oai có nguồn nước sạch sông Đà sử dụng. Số hộ nghèo giảm còn 0,46%. Huyện Quốc Oai hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Và hiện nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện Quốc Oai phấn đấu có 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Trong chương trình buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo hai huyện đã tham quan mô hình bác sĩ gia đình tại trạm y tế xã Tân Hội. Đây là một trong 26 trạm y tế trong cả nước được Bộ Y tế chọn làm điểm thực hiện mô hình bác sĩ gia đình. Thăm khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng và mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao toàn phần. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức lễ chào cờ đầu tháng và đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, việc thực hiện chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các đơn vị hành chính nhà nước các cấp. Kết quả đánh giá chấm điểm cán bộ công chức viên chức, người lao động tháng 3, nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2019. Trong tháng 3 năm 2019, tổng số 211 nhiệm vụ giao cho các phòng ban thực hiện. Kết quả rà soát đã thực hiện hoàn thành 41 nhiệm vụ, đang thực hiện 177 nhiệm vụ, các nhiệm vụ chậm triển khai chưa có kết quả 11 nhiệm vụ. Phát biểu sau lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. Về nhiệm vụ tháng 4, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị bám sát chương trình công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân để tham mưu chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nội quy quy chế của cơ quan đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc ở một số cơ quan đơn vị. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các phòng ban chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tập trung hoàn thành phương án chuyển đổi một số chợ trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các điểm công nghiệp, chủ động công tác phòng chống lụt bão úng năm 2019, công tác thu chi ngân sách, triển khai xây dựng và duy trì tuyến đường kiểu mẫu, công tác quản lý và tổ chức lễ hội chùa Thầy, v.v. Liên quan đến việc thi tuyển công chức viên chức năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện lưu ý các phòng ban liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và đúng theo chỉ đạo của thành phố. Trong tuần, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì buổi làm việc với các xã Đại Thành và Ngọc Liệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua nghe báo cáo của các địa phương và các ý kiến phát biểu của các phòng ban thuộc huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị đối với xã Đại Thành cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 để đạt kết quả cao nhất. Chú trọng xúc tiến quảng bá thương hiệu nhãn chín muộn, tìm hướng đi mới cho sản phẩm nhãn chín muộn, xây dựng phương án củng cố hợp tác xã gắn với xây dựng chợ, nhà sơ chế nhãn chín muộn trình Ủy ban nhân dân huyện để có lộ trình bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đồng chí cũng đồng ý với đề xuất của địa phương triển khai xây dựng các tuyến giao thông nội đồng theo quyết định 16 của thành phố. Đối với xã Ngọc Liệp, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 gắn với nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tập trung chỉ đạo có giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, quan tâm đến vấn đề quản lý đất đai theo hướng rà soát, đối chiếu với quy hoạch trên địa bàn xã, quan tâm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại khu công nghiệp, tuyên truyền vận động 100% số hộ gia đình sử dụng nước sạch sông Đà, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, tập trung phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại xã Sài Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức họp báo về công tác quản lý, tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì buổi họp báo. Tham gia buổi họp báo có các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban của huyện, các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.
chùa thầy tên chữ là Thiên Phúc Tự, thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chùa được xây dựng từ thời Lý, đến nay đã trên nghìn năm tuổi. Năm 2014, chùa thầy cùng dãy núi đá Sài Sơn Hoàng Xá Phượng Cách đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, ba pho tượng Di Đà Tam Tôn được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Quần thể di tích và danh thắng chùa thầy nổi tiếng với nhiều điểm tham quan, nhưng giá trị kiến trúc nổi bật nhất nằm ở ba tòa của chùa cả với những dấu ấn đặc trưng của kiến trúc từ thế kỷ 17. Đặc biệt tại gian giữa của tòa điện thánh, chùa thượng còn lưu giữ được ba pho tượng Di Đà Tam Tôn bằng gỗ mít, được coi là ba pho tượng đẹp vào bậc nhất nước ta vào thời nhà Lê thế kỷ 16 để lại. Chùa thầy là điểm thu hút du khách thập phương về chiêm bái, vãn cảnh, là điểm hẹn của giới nghiên cứu khoa học cũng như những ai đam mê tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc các triều đại lịch sử. Chính hội chùa thầy từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện trả lời các cơ quan thông tấn báo chí về công tác đầu tư xây dựng xung quanh khu vực chùa thầy. Công tác quản lý, tổ chức, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá lễ hội chùa thầy nhấn mạnh các yếu tố văn hóa phi vật thể làm nên giá trị của lễ hội để người dân địa phương cũng như du khách thập phương về dự hội có những hiểu biết sâu sắc về lễ hội chùa thầy, thêm trân trọng và tự hào về một di tích quốc gia đặc biệt không chỉ của riêng quê hương Quốc Oai mà còn của cả dân tộc. Nhằm khôi phục nguyên bản và phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội chùa thầy, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách, huyện Quốc Oai đã từng bước đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Về phần lễ, trên cơ sở tham vấn từ các nhà nghiên cứu, huyện Quốc Oai tổ chức làm việc với đơn vị thiết kế và các cụ cao niên trong đội rước của 4 thôn để đầu tư khôi phục trang phục tế lễ truyền thống mang dấu ấn đặc trưng của mỗi thôn có nhiệm vụ thực hiện các nghi thức trong lễ hội. Lễ hội 2019, toàn bộ các đội rước sẽ sử dụng thống nhất các mẫu trang phục theo từng vai vế. Trong phần hội, bên cạnh trình diễn múa rối nước, biểu diễn cổng chiêng, còn có các trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức đan xen ở khu vực sân trung tâm trước hồ Long Trì và chùa Long Đầu. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã thực hiện đồng bộ một số nội dung nhằm chuẩn bị phục vụ công tác tổ chức lễ hội chùa thầy, như xây dựng bãi đỗ xe và điểm bán hàng tập trung diện tích 2,2 ha, di rời 45 ki-ốt bán hàng ngoài cổng chùa ra khu vực bãi đỗ xe, bố trí lực lượng an ninh phân luồng giao thông và kiên quyết dẹp họp chợ bán hàng rong trên lòng đường, tạo thông thoáng cho du khách về dự lễ hội. Lát gạch, lắp đặt bó vỉa hè, lắp đặt bồn hoa, bồn cây nhằm cải tạo chỉnh trang vỉa hè, cây xanh quanh khuôn viên hồ Long Trì, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Hệ thống loa truyền thanh được hoàn thiện, phục vụ công tác tuyên truyền, chỉ dẫn, điều hành, xử lý kịp thời các tình huống trong những ngày diễn ra lễ hội. Năm nay, huyện Quốc Oai tiếp tục không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày diễn ra lễ hội vào các ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 3 âm lịch, thể hiện sự hiếu khách, đồng thời để các tầng lớp nhân dân được thụ hưởng những giá trị nghệ thuật đặc sắc từ quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy và khu vực núi đá Sài Sơn Hoàng Xá Phượng Cách, quảng bá hình ảnh huyện Quốc Oai đến du khách trong và ngoài nước. Huyện Quốc Oai kỳ vọng sẽ quảng bá được vẻ đẹp tiềm năng của di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy, tạo ấn tượng tốt và thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với chùa thầy, đồng thời là cơ sở để kết nối du lịch chùa thầy với những điểm du lịch làng nghề và du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện, tạo thêm nhiều sản phẩm phong phú hấp dẫn cho du lịch Quốc Oai. Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân xã Đại Thành, Thường trực Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành nhiệm kỳ 2015-2020. Theo quyết định số 960 ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về việc chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành nhiệm kỳ 2015-2020. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, đồng chí Đỗ Huy Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được chuẩn y kết quả bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020.
trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Huy Anh. Đồng chí Nguyễn Đạt Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Anh trong suốt quá trình công tác tại Ủy ban nhân dân xã. Đồng thời mong muốn với nhiệm vụ trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Huy Anh tiếp tục phát huy năng lực bản thân, tăng cường đoàn kết nội bộ, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19 và Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, đúng mục đích, ý nghĩa, được đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 xã trên địa bàn đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện đến các khu dân cư, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện kế hoạch phát phiếu, lấy ý kiến và tổng hợp kết quả. Đến nay, 100% các xã đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến của nhân dân. Kết thúc đợt lấy phiếu, Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 xã đã tổng hợp kết quả và báo cáo về huyện, đồng thời tổ chức thông báo niêm yết kết quả tại nhà văn hóa ở khu dân cư và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công bố trên cổng thông tin điện tử của huyện và đài truyền thanh các xã liên tục 10 ngày, mỗi ngày 2 buổi. Qua tổng hợp 20 xã trên địa bàn huyện, có 29.604 trên 45.461 số hộ lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 65%. Trong đó, từ câu 1 đến câu 10 là nội dung kết quả xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hài lòng đạt từ 92,01% đến 98,99%. Câu 11, tỷ lệ hài lòng đạt 99,20%, số ý kiến chưa hài lòng chiếm tỷ lệ từ 0,78% đến 7,93%. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 9 năm 1969, mùng 2 tháng 9 năm 2019. Với chủ đề Luyện quân lập công quyết thắng, phương châm đánh chắc thắng chắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và tư tưởng chỉ đạo thi đua quyết thắng năm 2019, giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương thi đua quyết thắng. Đợt thi đua diễn ra trong vòng 30 ngày, từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019. Nội dung chỉ tiêu thi đua chủ yếu vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm, chủ động sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả. Thông qua đợt thi đua, 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cụm trưởng đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm. Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống tại khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Cùng đi với đoàn có cán bộ Trung tâm Y tế huyện, đại diện lãnh đạo xã Giày Sơn, Hội Phụ nữ và Công an xã. Trong một buổi sáng, đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát tại 14 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống tại khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Tại các cơ sở, đoàn đã giám sát theo các nội dung: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng cung cấp nguyên liệu, giấy chứng nhận sức khỏe đối với người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, nguồn nước, nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm.
đồng thời test nhanh trên mẫu thực phẩm tương ớt, bát, thìa, tô đựng thức ăn để kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn quy định. Qua thực tế giám sát cho thấy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chín tại các cửa hàng được duy trì tương đối ổn định. Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát, một số cửa hàng xuất trình giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đã gần đến ngày hết hạn. Vì vậy, đoàn giám sát tuyên truyền nhắc nhở các hộ cần lưu ý khẩn trương đến các cơ quan chức năng của huyện để đăng ký theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 6 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quang bọ gậy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể xã, thôn và đại diện nhân dân xã Hòa Thạch. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã Hòa Thạch có một trường hợp mắc sốt xuất huyết và một ổ dịch. Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, xã Hòa Thạch yêu cầu các ngành đoàn thể từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về sốt xuất huyết đến các hộ gia đình, phát tờ rơi và hướng dẫn người dân cách loại bỏ các vật chất chứa nguy cơ và cách diệt lăng quang bọ gậy, tổ chức tổng vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng và trong gia đình, tổ chức cho 100% các hộ dân ký cam kết chung tay phòng chống sốt xuất huyết. Sau lễ phát động, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên cùng đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn tham gia tổng vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm dọc tuyến đường Quốc Oai - Hòa Thạch. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.